muốn làm mọi thứ nó nhanh hơn, nó rút ngắn cái giai đoạn lại. Mình dùng cái khoảng thời gian đó mình làm cái điều đặc biệt. Anh đưa ra cái câu hỏi cho em á thì anh không biết là em sẽ trả lời như thế nào. Nhưng mà dù em có trả lời như thế nào thì anh cũng cảm thấy vui thôi, vì anh đã nói ra được cái tình cảm của mình. Wow, cũng đàn ông nè, cũng mạnh mẽ, cũng có cái sự để ý quan sát tinh tế nhất định. Nhưng mà em không có nghĩ là anh đủ sâu sắc hoặc là đủ ấm áp để có thể ngồi nói với nhau những cái câu chuyện sâu hơn. Cảm ơn anh vì làm rất là nhiều thứ, tại vì em biết là chỉ có 3 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng mà cái sự vụng về của anh rất là đáng yêu. Và em cảm thấy rất là cảm ơn về những cái, tất cả những cái gì mà trân trọng và những cái gì mà anh muốn làm cho vui trong suốt những ngày vừa qua. Em đều cảm nhận được hết những cái điều đó, thì chính cái đó nó tạo nên cái sự đáng yêu của anh. Đừng có khóc. Đừng có nói gì đâu mà khóc. Vô anh.